Thì chào các học sinh lớp 4, bây giờ giáo hướng dẫn các em cái bài hình bình hành hình thoi, nó ở tiết 3 trang 108 trong sách bài tập tiếng Việt 4, bài tập toán 4 nhá. Thì bài 1 là ta bảo khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng cho cái hình thoi này, ABCD này. Đường chéo AD và BD, AC và BD này, AC BD này của hình thoi là cắt nhau tại điểm O, cắt nhau ở đây. Dùng Eke để kiểm tra xem hai đường chéo này có vuông góc với nhau hay không. Thì em cứ cho cái Eke vào đây, ví dụ cái góc Eke như này đúng không? Em đặt vào đây, em đặt vào đây em kiểm tra xem nó có vuông góc, chắc chắn nó vuông góc rồi đúng không nhỉ? Thì mình trả lời câu thứ nhất này, A và hai đường chéo vuông góc với nhau, mình chắc chắn nó vuông góc rồi, khoanh vào đây đúng nha, hai đường chéo không vuông góc với nhau, không không thông chọn đúng nha. B là dùng thước thẳng để kiểm tra xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm mỗi đường không, thì em phải đo đúng không, đo xem là đây cái đoạn AOC này với OA nó bằng nhau không. Đấy, thì chắc chắn nó bằng nhau đấy. Cái này thì giáo nghĩ là nó bằng tầm khoảng 2 cm. À cái này chắc khoảng 3 cm. Đấy. Đó đoạn OC này nó xem nó có bằng OA không. Đấy. Rồi là OB này có bằng OD không, chắc chắn bằng đấy. Đoạn này bằng đoạn này, đoạn này bằng đoạn này. Đấy. Thì dùng thước kẻ để xem hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không, thì chắc chắn là hai đường chéo không cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là sai rồi. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường IB đúng nha. Đó, là xong bài tập số 1. Bây giờ mình sang bài 2 là khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Bạn Mai có 3 cái hạt vòng dạng hình thoi và 3 cái hạt vòng dạng hình chữ nhật. Bạn Mai không thể sâu được chuỗi vòng nào trong các chuỗi vòng dưới đây. Có 3 hạt. Bạn Mai không thể sâu được chuỗi vòng nào trong cái chuỗi vòng dưới đây. Thì làm sao? Bạn Mai có 3 3 loại hạt vòng hình thoi và 3 loại vòng dạng hình chữ nhật. Bạn Mai không thể sâu được chuỗi vòng nào trong chuỗi vòng dưới đây. À, vậy thì cái chuỗi này nó có 4 thì sao mà ở đâu ra 4 đúng không? B này không không sâu được. Cái này đều có 3 này, 3 cái hạt vòng hình thoi và 3 cái hạt vòng hình chữ nhật thì chỉ có C với A là sâu, cái này không sâu được, cái B này không sâu được, lấy đâu ra một cái hình thoi nữa đúng không? Đấy, vậy nên bài xong bài 2. Cái bài 2 này nó có 4 cái hình thoi nó trái với cái yêu cầu của đầu bài nên là không sâu được. Thế là xong bài tập số 2. Bây giờ mình sang bài 3, bài 3 này em phải có bút màu nhé. Hãy tô màu vào các hình thoi có trong những hình dưới đây, hình thoi nhá. Đấy. Hình thoi thì ở đây các bạn thấy này, thầy giáo thấy nó có hình thoi này, đây là một này. À, đây là hình bình hành này. Một hình này, đúng không? Hai hình này. Đấy. Ba hình này. Bốn hình. Bốn hình đấy là bốn hình. Hình này không phải hình thoi không đấy. Chắc không. Đấy có bốn cái hình đấy, hình thoi đấy. Đấy, bốn cái hình đấy là hình thoi. Bên này các em tô thầy giáo cái hình 1 này, 2 này, 3. Đấy, tô màu 3 cái hình đấy là xong. Như vậy là cái này là tô 4 cái hình này, đúng không? Xem còn hình nào nó không? Chắc là có 4 hình đấy thôi, mới lại 3 cái hình này. Đấy, tô màu của đấy là xong nhá, tô cho đẹp vào. Cái bài 4 này này, người ta bảo là em hãy vẽ, rồi trang trí một cái hình mà trong đó có sử dụng các hình thoi và các hình bình hành. À, vậy thì mình trang trí một cái hình vuông đi. Giáo vẽ một cái hình vuông cái này đếm được nha. Dụ là đây là mình đếm vẽ to gì nhá, 1 2 3 4 5 6 đây, 6 bên đây đánh dấu cái 6, 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6 vừa vừa đủ đấy đúng nha. Đấy, người ta kẻ vào, dùng cái kẻ em kẻ theo vẽ bằng tay này nha, kẻ vào. Đấy, kẻ theo cái này nhá. Bây giờ vẽ cái hình thoi đi được nha, hình thoi này cũng đẹp, hình thoi đây, hình thoi này trang trí một cái hình thoi này được chưa, trang trí cái hình thoi này được chưa, rồi có hình bình hành nữa, thì bình hành thì mình sẽ làm như này nó đẹp. Đây là hình thoi này, đây là một hình thoi mà trong đó có cả hình bình hành nữa. Bình hành thì em có thể vẽ như này. Đây là cái tâm của hình thoi đúng không?
trang trí cái hình thoi vào cho đẹp, vẽ cánh hoa vào đây cho đẹp, cánh hoa vào, ví dụ thế đúng nha. Đây nó sẽ thành một cái hình thoi đấy. Rìa ngoài này ta sẽ vẽ cái hình bình hành để hai đường thẳng vào đây. Có nhiều cách trang trí này, tao nghĩ một cách như này đấy, vẽ hình bình hành này được chưa, các hình bình hành này. Đây, hình bình hành, rất nhiều hình bình hành đấy. Đấy, cái này vẽ các hình bình hành mà ngược lại. Nếu dùng tôi kẻ em kẻ vào nhé. Đấy, nó thành cái hình bình hành đẹp chưa? Đây này, cái hình bình hành là những hình này này. Đấy, cái hình này là hình bình hành này. Đấy, hình bình hành này. Đấy, thấy chưa? Đó, đấy là một cách trang trí, thành trang trí thành cái hình bình hành rồi. Được chưa? Nhưng mà trong này là vừa có hình bình hành mà lại vừa có hình thoi. Thế là xong. Để chào em. Đấy là một cách, còn có nhiều cách trang trí khác đấy nhá. Thì bạn nào sáng tạo hơn thì trang trí những cái hình nó đẹp hơn. Còn thầy chỉ nghĩ được cái hình đấy. Rồi thầy chào em.